xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại giờ mình đang ở xã Lậm Núc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là một cái xã bị thiệt hại nặng nề nhất của huyện Bắc Hà các bạn nhé. Đó, hiện tại giờ mình đang trên con đường đến cái thôn bị thiệt hại nặng nề nhất, đó là thôn Lậm Tông, với thiệt hại là mất 18 mạng người, chính xác là mất 18 mạng người và chôn vùi 8 ngôi nhà các bạn ạ. Hiện tại giờ ở khu vực này là bà con đang nhận đồ tiếp tế và xe lên cái ngôi làng đấy, và rất là nhiều các đoàn từ thiện cũng xe cùng bà con lên tận cái ngôi làng đấy để tiếp tế các bạn nhé. Lúc này thì là rất đông bà con đang từ trên đỉnh núi xuống khu vực dưới này để nhận đồ cứu trợ các bạn nhé. Đó, người ta phải đi bộ xuống. Nhà nào có xe máy thì đi xe máy, còn nhà nào không có xe máy thì phải đi bộ bạn ạ, xuống để nhận đồ tiếp tế, lương thực thực phẩm. Mục tiêu chính của mình hôm nay là đến cái bản làng thôn Lậm Tông mà nơi xảy ra vụ sạt lở đất rất là kinh hoàng, khiến 8 ngôi nhà bị vùi lấp và mất 18 mạng người. Đó, hiện tại giờ mình đang ở khu dưới này là cái khu mà các đoàn từ thiện đang cấp phát lương thực thực phẩm. Và bà con thì từ trên những khu vực ở xa đến để nhận lương thực thực phẩm tại cái điểm này các bạn ạ. Đó, ô tô chỉ đến đây được thôi các bạn nhé, ô tô chỉ đến đây được thôi. Đó, còn lên trên đấy thì là cũng có thể đi được xe máy một đoạn nữa, sau đó là sẽ phải tự đi bộ về, chứ không thể nào mà lên đi xe máy đến tận đến nơi được các bạn ạ, bởi vì là đang tắc đường. Đó, các bạn thấy là vùng cao cực kỳ là khổ, cực kỳ là khó khăn. Hiện tại giờ nước vẫn đang rất là to, nước chảy rất là xiết các bạn ạ. Các bạn thấy chỗ kia nào, nước chảy xiết. Mấy hôm trước thì người ta có calo, người ta vận chuyển người bị thương ra được, nhưng bây giờ chỗ kia nào nước rất là xiết nên là không thể qua khỏi qua được. Nên bà con đi xuống thế này để đồ cứu trợ. Mình cũng xin rất chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã viện trợ cho bà con tỉnh Lào Cai nói chung và viện trợ cho bà con ở xã Lậm Núc này nói riêng các bạn nhé. Đây là địa phận xã Lậm Núc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Khổ chưa, thấy chưa, chia cắt lương thực thực phẩm. Nếu mà không có các nhà hảo tâm, không có các mạnh thường quân thì là không, bà con có biết lấy gì mà ăn các bạn ạ. Vậy là sau một quãng đường di chuyển đi bộ tầm khoảng 5 tiếng đồng hồ thì bây giờ mình đã đến cái khu vực này, gọi là khu vực tập trung của bà con này và các cán bộ chiến sĩ lực lượng tìm kiếm cứu nạn và rất là nhiều các lực lượng hậu cần khác để phục vụ cho cái công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị mất tích trong cái vụ sạt lở đất ở thôn Lậm Tông, xã Lậm Núc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Đó, đây là toàn bộ khung cảnh, mọi người sẽ tập trung ở đây ở tạm ở đây các bạn nhé. Những người dân mà bị mất nhà mất cửa này, mất người thân này, người ta sẽ cho ở hết khu trên này ở tạm thời như thế các bạn ạ. Sau này tôi sẽ tính tiếp. Nói chung là phải đi bộ các bạn nhé mới lên trên này được, để có được gạo này, mì tôm này, thức ăn này, nói chung để có tiếp tế được lương thực thực phẩm thì con đường duy nhất là đi bộ mới tiếp cận được cái ngôi làng này. Rất là mệt các bạn ạ, rất là kiệt sức khi mà đến cái khu vực này các bạn nhé. Lặng không trong cái đợt lũ quét này hả em? Em là bị cuốn hết cả nhà và mất một vợ với lại hai con ạ. Ôi, mất một vợ, hai con, cuốn hết cả nhà. Đau xót quá nhỉ. Anh được chia sẻ nỗi buồn này cùng em nhé. Vâng. Thế là nhà mình là tất cả là một vợ hai con, thế nhà em có tất cả mấy đứa con? Em có hai đứa rồi, chết cùng vợ hết rồi. Hai đứa chết cùng vợ hết rồi, ôi khổ chứ nhỉ. Sợ thật đấy. Thế là bây giờ thì bây giờ còn mỗi mình thôi. Mất hết cả nhà cửa vợ con luôn. Vâng, hôm đấy em đi chăn dê. À, hôm đấy chăn dê à? Vợ con ở nhà. À, chăn dê xong là vợ con ở nhà không nào? Vâng. Thế nên lũ nó xảy ra từ lúc mấy giờ em, sáng hay chiều? Em không rõ nhưng mà nghe ra là kể bảo là vào tầm khoảng lúc 1:30. Một rưỡi chiều. Vâng. 1:30 chiều là lũ nó tràn về luôn, nó tràn nó ào phát hay nó từ từ? Nó về như kiểu bán tên luôn anh. Như kiểu bán tên luôn, nó từ trên tích ở đấy cho đến là có dòng suối chảy qua. Vâng. Ngày xưa có hai khe, một khe bên này, một khe bên này. Ừ. Thì nó chảy về thì dân nó cũng có người cũng nhìn thấy kêu gọi nhưng mà anh em nó cũng không kịp chạy. Ừ. Vì nó tốc độ của nó nhanh quá. Ừ. Nó về như kiểu người ta nói như kiểu nói tính trên giây thôi. Ừ. Không thể tính trên phút được. Nó ào phát là nó chảy xuống luôn. Thế là tổng thiệt hại ở đây là có phải là 18 người mạng người phải không em? 18 người mất ạ. 18 người mất, thế là nhà có bao nhiêu hộ bị ảnh hưởng em? Bao nhiêu hộ? Nhà thì có 8 hộ ạ.
8 hộ là bị có 3 nhà thì bị mất nhà nhưng mà không mất người. 3 hộ là mất nhà nhưng không mất người. Có một hộ thì mất người nhưng mà lại không mất nhà vì mất hết cả người luôn à? Không, mất một đứa con gái nhưng mà đứa con gái đấy lại sang nhà anh rể chơi. Xong lại mất tại đấy. Với lại bố mẹ cũng di chuyển sang đấy ở vì cảm thấy nhà không an toàn. Thế bây giờ là em lên chỗ tập trung này để bây giờ tất cả là dân làng đều ở hết trên này hết đúng không? Dân làng đều ở hết. Cả bên này họ cũng di chuyển hết rồi anh ạ. Nó nứt hết rồi. Nứt hết rồi, chúng ta phải lên chỗ tập kết tạm đây nhỉ. Vâng. Thế là hoàn cảnh của em Lý Xeo Thở thì các bạn biết rồi. Em đấy cũng là một trong những hộ gia đình bị thiệt hại rất là nặng nề. Hiện tại giờ đang mất một vợ và hai con. Các bạn nào, các quý khán giả, các quý vị có tấm lòng hảo tâm thì hãy ủng hộ cho em Lý Xeo Thở nhé. Qua số tài khoản ngân hàng trực tiếp của em đấy. Em đọc cho anh số tài khoản của em đi. 8806 8806 rồi. 205 rồi. 196 847 rồi. Ngân hàng AGD Bank ạ. Ngân hàng nông nghiệp đấy. Số tài khoản ngân hàng và tên của em đấy, Lý Xeo Thở. Đấy, vừa các bạn vừa nghe em mới đọc số tài khoản rồi và bây giờ mình cũng đang chạy chữ trên màn hình đấy các bạn ạ. Các bạn có tấm lòng hảo tâm, các nhà tài trợ thì hãy ủng hộ cho gia đình em đấy để vượt qua cái lỗi mất mát vô cùng lớn lao này nhá. Hiện tại giờ mình đang di chuyển xuống cái khu vực mà sạt lở chôn vùi mất 18 người các bạn ạ. Đó, đây là con đường đi xuống các bạn nhá. Xuống dưới này là chỉ có đi bộ các bạn ạ, không thể nào đi xe máy được. Như các bạn biết là lúc trước đây thì là mình đã phải đi bộ mất tầm khoảng là hơn 4 tiếng đồng hồ, gần 5 tiếng. Đi liên tục không ngừng nghỉ. Nói chung là nghỉ một chút thôi, xong đó lại đi tiếp. Đó thì mới đến được cái khu vực này các bạn ạ. Đó, vừa nãy là chúng ta đã đến cái chỗ mà bộ đội này, rồi là bà con này tập kết, rồi là tập trung nghỉ ngơi, ăn ngủ tại chỗ đấy. Còn bây giờ là chúng ta đang đi xuống thực địa luôn, cái chỗ mà khu vực sạt lở các bạn ạ. Đó, ở trên tầm cao này các bạn có thể quan sát thấy là toàn bộ cái khu vực sạt lở cực kỳ là nghiêm trọng. Đó, vừa nãy là gặp một em kia cũng nói rồi, đấy là ở đây có hai khe suối chảy xuống trong một buổi chiều. Tầm trưa thì nó sạt xuống, mọi người đều không biết, không chạy kịp các bạn ạ, cực kỳ là nguy hiểm. Ở đây là tất cả ở đây là một cái lòng trũng. Đó, khi mà mưa nhiều ngày rồi nó sẽ tụt xuống các bạn nhé. Bạn thấy là tan hoang không, săn phẳng cả một cái ngôi làng nhỏ. Đây là con đường đi xuống các bạn này. Con đường đi xuống thì bây giờ người ta lực lượng công binh một đội là người ta chặt cây que xuống đây để có thể đi lại được các bạn này, nó đi không bị thụt. Đó, phải đi qua những cái cây gỗ này nhé các bạn nhé, để đi xuống tiếp cận với ngôi làng ở dưới kia các bạn ạ. Đó, chỗ nào phẳng phẳng thì thôi, còn những chỗ nào mình thấy nó đang bị sạt lở thì mình quay bạn xem các bạn nhé. Đấy, đi xuống như này cực kỳ là khó khăn vất vả luôn. Ngoài cái chỗ sạt lở chính hiện ra thì xung quanh còn có rất là nhiều những điểm sạt lở nhỏ nhỏ phát sinh thêm. Và toàn bộ khu vực này người dân đã được di rời lên cái chỗ khu trên kia để ở tạm trên đó. Đó, trên đường di chuyển thì là chúng ta đang thấy một cái ngôi nhà. May là vẫn còn giữ lại, chưa bị trục cuốn trôi các bạn ạ. Đó, đất đá này trôi đến cái đúng cái đầu nhà luôn này. Và cây que, những đống củi cuốn phăng một phát ra tận chỗ này luôn. Đó, nước chảy xuyên qua nhà các bạn ạ. May là vẫn còn giữ được nhà các bạn nhé. Bạn thấy cảnh tượng là hoang tàn chưa? Đó, bạn thấy sợ không? Đấy, cả một cái mảng đồi nó sạt xuống ngay trước cửa luôn này. Đấy, may là vẫn ngôi nhà này vẫn còn trụ lại được. Đó. Em chào anh ạ. Anh nhìn xuống dưới kia đấy ạ. Vâng. Đây các bạn này, ui, cái chỗ này là cái sân ấy nhưng mà nó bay hết, đứng gần gần ở bên trong các bạn ạ. Đứng xa ra ngoài nó tụt luôn. Cái chỗ này là một cái sân của cái ngôi nhà này. Mà nước chảy các bạn này. Ui, vừa nãy mình đứng chỗ kia, sợ chưa? Chỗ này đất chỗ này là đất toàn kiểu đất pha cát ấy. Toàn đất pha cát rồi. Nên nó rất dễ bị tụt. Ấy ui, vừa nãy mình đứng ở ngay cái chỗ bê tông kia chứ. Bê tông kia bây giờ mất hết chân rồi các bạn ạ. Quá là nguy hiểm luôn. Đứng ở cái chỗ bê tông kia mà mình không biết rằng là ở chân của nó đã bị mất hết đất rồi. Đấy, chỗ đấy đáng lẽ người ta phải đặt cái gì cảnh báo đấy nhỉ. Chứ ai mà không biết ra ngoài đứng xem là rơi xuống đây
rơi trong cái hùm này bạn ạ. Mặc dù rơi đây thì cũng có thể là bị thương đấy các bạn nhé. Đấy, một ngôi nhà. Tiếp tục chúng ta sẽ di chuyển xuống cái chỗ sạt lở chính của cái ngôi làng này các bạn nhé. Rồi xong một lúc di chuyển thì bây giờ mình cũng đến gần đến cái nơi này sạt lở các bạn ạ. Đây là đoạn cuối các bạn nhé. Đoạn cuối này còn có rất là nhiều những người đang tìm kiếm người thân này. Cảnh tượng là tang thương các bạn ạ. Nước vẫn chảy ầm ầm ầm, vẫn chảy to chảy xiết, kèm lẫn tiếng gào khóc của những người thân đã mất các bạn ạ. Đó, người ta gào khóc, người ta khóc thảm thiết lắm, cứ gọi tên người đã mất. Và bây giờ không biết chỗ nào mà tìm. Hiện tại bây giờ là theo thông tin chính xác đưa ra thì là 18 người mất tích, đã tìm thấy 10 người rồi, còn thiếu 8 người nữa, không biết chỗ nào mà tìm các bạn ạ. Nhưng mà lực lượng công binh rồi và dân quân này rồi là người dân cũng đang tiếp tục tìm kiếm các bạn nhé. Hy vọng người sẽ tìm thấy những người thân của mình. Rồi sau một lúc di chuyển thì bây giờ mình đang tiếp cận dần đến cái khu vực này rồi các bạn này. Rất là nhiều mái tôn, gà qué không biết còn chủ không, rồi là tủ lạnh, tủ bình thường, quần áo xếp đầy ngổn ngang tại khu vực này các bạn này. Đấy, cả một cái khu vực này sạt lở cực kỳ là nghiêm trọng. Các bạn lúc trước nhìn thấy ở tầm cao thì nhìn nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bây giờ thì mình đang đến gần thì cảnh tượng thật là khủng khiếp. Và rất là nhiều các lực lượng công binh đang tìm kiếm cứu nạn, tìm người mất tích ở đây. Em chào chị nhá, chị cho em hỏi một chút là nhà mình có bị thiệt hại gì không ạ? Nhà mình có bị thiệt hại gì ạ? Thế chị áo vàng nhà mình có bị thiệt hại gì không ạ? Không ạ. À vâng, thế là cảm ơn các chị nhá. Đấy, nhà mình cũng rất là may mắn nhỉ, đúng không? Đấy. Đây các bạn này. Chào chị nhá, nhà mình có bị thiệt hại gì không ạ chị? Nhà mình có bị thiệt hại gì không ạ? Không ạ. À không ạ. À. Vâng. Đấy, ở đây thì may quá gặp mấy hộ là không bị thiệt hại gì. Còn dưới này là lực lượng công binh này đang tìm kiếm đào bới để tìm 8 người còn lại quan ạ. Cảnh tượng thật là khủng khiếp, kinh hoàng tại cái bản làng thôn Lạng Tông các bạn này. Đó. Ở đây là có tất cả là đó, theo thông tin chính xác được mình cập nhật và có tìm hiểu thì là tất cả ở khu vực này có 13 hộ gia đình các bạn ạ, và 8 hộ gia đình bị vùi lấp nhà cửa các bạn nhé. Đó, cảnh tượng thật là hoang tàn các bạn này. Các lực lượng bộ đội này, công binh này vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại các bạn ạ. Hiện tại bây giờ là đang thiếu mất 8 người nữa các bạn ạ. Đó, tổng thiệt hại là 18 người. Tìm đến 10 người rồi, bây giờ còn thiếu 8 người nữa. Đó, đào bới bạn ạ. Ở đây thì là chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn thôi các bạn ạ. Đó, bây giờ thì một số người dân thì đang tìm đồ đạc quần áo. Chào chú nhá, đây là nhà mình đây hả chú? Nhà con trai ở đây ạ. Nhà con trai đây ạ. Nhà con trai anh ở đây. Nhà anh ở dưới kia. À. Nhưng mà đây con trai ở đây. Thế nhà anh có bị thiệt hại gì nhiều không anh? Nhà anh không bị thiệt hại, nhưng mà nhà bố với nhà con trai đang bị thiệt hại rất nhiều. Vâng. Bố của anh à? Vâng, bố của anh ạ. Bố của anh. À. Mấy thằng. Bố của anh mấy thằng em mấy mẹ. Vâng. Em con đứa con trai nó chết hết. Vâng. Em của anh. Vâng. Có một đứa con trai là chết hết rồi. Vâng. À, thế bây giờ mình bố mẹ chết hết. Vâng. Khổ nhỉ. Bây giờ mình đang tìm kiếm quần áo đấy à? Vâng. Tìm kiếm quần áo xem có nào mặc được thì mặc, mà không mặc được thì bọn mình bỏ đi thôi. Đấy. Khổ chưa? Đó, các bạn thấy người dân khổ chưa? Đó, đây là toàn bộ cái ngôi nhà các bạn ạ. Toàn bộ một trong những ngôi nhà bị sạt lở nghiêm trọng các bạn ạ. Mình đang đi trên những ngôi nhà như này. Bây giờ hiện tại giờ đang còn 8 người đang mất tích. Đó, bây giờ mà không biết là họ đang ở chỗ nào các bạn ạ. Đấy, mình mà đang đi như này mà chẳng may mà dẫm phải họ thì là cho mình xin lỗi nhá, bởi vì mình cũng không biết được chỗ nào mà tránh ấy. Mình cũng chỉ là người bình thường thôi, không thể nhìn xuyên qua đất được, nên là không biết chỗ nào mà tránh.
Nếu mà mình có dám phải thì xin mọi người tha thứ nhé. Các bạn thấy đây là toàn bộ cái khung cảnh ở đây. Những ngôi nhà bây giờ không còn một cái gì luôn, chỉ còn lại cây que, cây cọc, đất đá vùi lấp. Đằng xa kia là những ngọn đồi rất là cao luôn các bạn ạ. Cao ngút ngàn luôn. Đó, cao ngút ngàn, xa tít một tấc nhưng mà nước vẫn dồn về các bạn ạ. Thật khủng khiếp, ở trên kia, bên kia, đó, khe đồi kia là nước vẫn đang dồn về các bạn nhé. Đó, các lực lượng của mình thì vẫn đang tiếp tục đào bới tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Rồi mình sẽ đi hết cái khu vực này các bạn nhé. Mỗi khu vực này chúng ta sẽ đi một chút để tìm kiếm xem như thế nào. Đó, họ đang tìm kiếm đây này, cả máy xúc các bạn này, à máy xúc lúa này, rồi là bao thóc. Bao thóc nữa, cũng không bao thóc còn đây mà người đã mất các bạn ạ. Và cảnh tượng thật là hoang tàn, rất là nhiều những thứ. Đây các bạn này, túi ví này các bạn này. Đấy, túi ví còn đây mà người đã đâu rồi. Người đang vùi lấp ở phương nào rồi, chỗ nào rồi mà chưa tìm thấy. Đó, những bao thóc các bạn này. Nhưng bao thóc còn đây mà không biết chủ đang đi đâu rồi. Không biết là chủ đang bị vùi lấp ở chỗ nào các bạn ạ. Khủng chưa. Đấy, toàn bộ cái cảnh này nhìn rất là tang thương luôn các bạn ạ. Đấy, chỗ kia thì còn có cái ngôi nhà xây. Nhưng mà bây giờ cũng bị gần như là sập rồi các bạn. Đất đá vùi lấp tận lóc nhà rồi. Chúng ta sẽ đi lần lượt từ từng chút một sang bên đấy các bạn nhé. Chỗ đây là trước là cũng là một cái ngôi làng đẹp, có đường đi lối lại, bê tông chạy cũng ạ. Đây là có cây cổ thụ các bạn này, một cái cây rất là to luôn. Bạn thấy đất đá sợ không? Bây giờ chỉ có lực lượng công binh tìm kiếm thôi, chứ máy xúc chưa thể lên đây được các bạn ạ. Không còn đường nào vào đây được. Chào các anh các chị nhá. Chị cho em hỏi nhà mình có bị thiệt hại gì không hả chị? À, nhà mình bị thiệt hại gì à? Nhà anh bị thiệt hại à? Em chào anh nhá. Nhà anh bị thiệt hại như thế nào hả anh? À, đây là nhà xây của mình đây à? Bị vỡ hết rồi, không còn cái gì luôn. Thế có thiệt hại về người không? Còn người thì cũng bị thương nhưng mà vẫn cứu được. À, từ người bị thương nhưng vẫn cứu được, may thế nhỉ? Như thế là mình cũng là một, nói chung là còn người thì là cũng may rồi đúng không? Quan trọng nhất là tính mạng con người bây giờ. Nhưng mà bây giờ là gọi là chỉ còn người thôi, không còn cái gì, quần áo rồi, tiền bạc rồi, không đảo có gì, không lấy được cái gì ra luôn. Không lấy gì ra luôn, tiền bạc, thóc gạo các thứ gọi là vật chất của mình, tài sản của mình là không lấy ra được. Vâng, hy vọng là sau những cái đợt về sau này là nhà nước và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ cho các gia đình ở trên này. Nhà anh bây giờ tài người thì vẫn còn nhưng mà mất hết cả nhà cửa. Đấy, khổ thật, biết làm cái gì bây giờ. Thế nhưng mà cái những cái hộ gia đình mà mất nhà, mất những người thân thì họ ở hết trên cái lán trên kia. Vâng, tất cả mình chỉ đến. Vâng. Ở hết tập trung trên kia các bạn ạ. Đây trước đây là có một con đường chạy qua đây phải không anh? Vâng, có một cái đường bê tông. Bê tông là chạy qua đây. Và đây là có một cái cống đi sang nhà em. Cống xong rồi sang nhà em. Xong lại vòng sang bên kia à? Vâng, vòng sang kia. Xong bây giờ đường này nó thông đi đâu? Đường này là thông xuống sang Bản Cái. Bản Cái luôn. Bảo Yên luôn. À. Và nếu như mà con đường này nó xuất phát từ cái chỗ này nó lại thông đi đâu? Chỗ này này. Chỗ này là à, thông lên chỗ xã nào của Bắc Hà? Xã Lậm Lúc. À, xã Lậm Lúc. Nhưng mà nó lối vào Bảo Nhai không? Có ạ. Lối vào chỗ Cốc Lầu đấy à? Vâng, vâng, đấy. À, nó thông vào Cốc Lầu, chính xác là nó thông Cốc Lầu. Biết là, biết em biết là đây là xã Lậm Lúc rồi, nhưng mà ý là con đường này thông vào xã Cốc Lầu. Đó, một cái xã bên cạnh. Đi thông lên Cốc Lầu rồi mới lên Bảo Nhai rồi mới lên Bắc Hà. Vâng, đúng rồi. Đấy, bọn em cũng từ thì cứ Bảo Nhai đi lên mà. Đi chỗ Bảo Nhai đi vào Cốc Lầu. Xong là đi cầu là đi vào trong là vâng. Không qua cầu đi vào trong là đi sang lúc. Vâng. Đi qua cầu sang là để lên Cốc Lầu. Vâng. Đấy. Đi bộ. Đi bộ mất 5 tiếng đồng hồ mới đến nơi được. Vâng, đúng rồi. Sợ thật đấy.
phải cố gắng hết sức, không được gọi là nghỉ ít thôi đấy, gọi là nghỉ tạm tạm một tí thôi đấy, mới đi nhanh được như vậy. Đấy, toàn bộ đây, khu vực này. Bây giờ em muốn sang ngôi nhà bên của anh thì em đi đường nào sang? Đi từ lối này sang à? Bây giờ em sang cái ngôi nhà bên này. Bây giờ tất cả những ngôi nhà khác thì đều mất hết sạch quan ạ, không còn một cái gì luôn, chỉ thấy là đất đá vùi lấp thôi. Còn cái ngôi nhà này là còn cái hình hài này, còn hình hài ngôi nhà đây. Bây giờ sang tiếp cận một chút quan nhé. Sau một lúc tiếp cận thì tôi đã đến cái ngôi nhà này rồi. Đây là một cái ngôi nhà, nói chung là còn sót lại cái hình hài thôi các bạn ạ. Hình hài là người ta nhìn thấy đây là một ngôi nhà thôi, chứ thực tế bây giờ nó không còn ở được nữa. Vừa nãy anh kia chủ anh bảo là bây giờ mất hết của cải, tiền thóc lúa gạo, nói chung là của cải không lấy ra được các bạn ạ, không biết chỗ nào mà tìm luôn ấy. Đấy, chỉ may là người còn chạy thoát bị thương, nhưng mà vẫn còn sống, không mất mạng nào cả các bạn ạ. Bạn thấy kinh khủng chưa? Lũ quét là phá tan một cái ngôi làng nhỏ. Hiện tại là nước đang chảy rất là to luôn các bạn ạ, từ trên thượng nguồn vẫn chảy về, thụt luôn các bạn ạ, sợ thật. Đi ra những cái chỗ ven sông ven suối này cực kỳ là nguy hiểm các bạn ạ. Cứ nếu mà đi thì các bạn hãy dám vào những chỗ có cây, có que, có cọc, có đá thì nó không bị lún. Còn sơ sảnh nào, dám vào chỗ mà có nhiều cát là lún luôn các bạn ạ, thụt luôn, không ra được. Rút chân còn không rút được luôn đấy các bạn ạ. Mất giày mất ủng luôn, có khi là thập thụt đến đùi luôn. Cực kỳ là nguy hiểm. Nhà này mình muốn sang bên kia để quay cái đằng trước, nhưng mà không thể nào mà sang được các bạn ạ, bên này nước to quá. Nước cực kỳ là to bạn ạ. Đấy. Hiện tại giờ chúng ta đang đứng ở trên tầng 2 các bạn ạ. Đấy. Tầng 2 này. Đây là bên trong các bạn ạ. Bùn ngập đến tận cái sang cửa luôn các bạn ạ. Bùn ngập tận sang cửa luôn. Coi như là bùn ngập đến tận lóc của các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Đất đá như thế này các bạn, đây là cái cột nhà. Đây là cái cột nhà mà đất đá lên tận trên này luôn. Bạn biết là vùng cao cực kỳ là khốn khó, bỏ bao nhiêu công sức ra, phấn đấu cả đời người, phấn đấu tích góp tiền của, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc để xây được một ngôi nhà, nhưng mà bây giờ nó tan hoang, không còn một cái gì luôn các bạn này, thấy chưa? Đấy, hiện tại giờ mình đang ở giữa cái khu vực sạt lở này. Trôi mất 8 hộ các bạn ạ. Trôi mất 8 nhà, vùi lấp 8 nhà các bạn nhé. Hiện tại bây giờ là tìm thấy 10 người rồi, còn thiếu 8 người nữa. Đến đây thì tôi cũng xin phép được chia buồn với tất cả các gia đình có người mất. Mà tôi đang đi như thế này thì có chẳng may mà dẫm phải những người mất thì xin mọi người thứ lỗi thông cảm nhé, bởi vì là tôi cũng không thể nhìn thấy được để mà tránh ấy. Và bây giờ các bạn thấy là khung cảnh thật là khủng khiếp, bạn ạ, nước vẫn chảy về rất là to luôn. Bây giờ mình sẽ phải đi xuống tận dưới khu dưới kia. Các bạn thấy tan hoang chưa? Thật sự là quá là khủng khiếp. Sợ nhất là gọi là nhất thủy nhì hỏa các bạn ạ. Sợ nhất là nước lũ lụt và lũ quét. Lũ lụt thì ngập băng hết nhà cửa. Lũ quét thì cuốn trôi hết nhà cửa luôn. Cuốn trôi cả nhà cửa, cả người luôn các bạn ạ. Như ở miền xuôi thì là lũ lụt, nước dâng thì là có thể là dự báo được từ trước để mọi người có thể tránh đi ẩn nấp, đi đến những nơi cao giá. Còn ở trên vùng cao thì lũ quét không biết đâu mà lần, không thể cảnh báo trước được, chỉ biết là mưa to thì là nhắc nhở bà con là tránh xa đến những nơi an toàn. Còn những hộ mà chẳng may thì không chạy kịp thì là cuốn trôi hết cả nhà cửa, cả người luôn các bạn ạ. Hiện tại giờ cũng có rất là nhiều các anh em ở
khu vực khác đến đây để hỗ trợ chuyển vận chuyển này đồ đạc nước lôi. Sau khi mà vận chuyển đồ đạc nước lôi để hết được cái khu tập thể trên kia thì mọi người sẽ xuống dưới này để đi thăm nắm tình hình này. Ở đây là cái nhà nào mà chết nhiều nhất hả anh? Nhà của vụ Lý Xeo Gì. Lý Xeo Gì à? Chết hết, bây giờ còn người nào sống không? À, hiện tại còn 3 người. 3 người. Một con và một cái nào? Một ông và một bố và một con. Một ông, một bố và một con. Thế nào vợ chết à? Chết cả vợ luôn à? Chết hết các con cháu hết. Ừ. Ủa, chết như nhà này chết mấy người cơ? Chết tầm tầm một nhà chết là 3 người. Một nhà 3 người. 3 người con hay hai bố mẹ là 5 người. 5 người, sợ nhỉ? 5 người với một chị dâu với một bà đó. 7 người là bây giờ là chết 7 người. Ôi. Một nhà chết 7 người. Thế bây giờ tìm thấy chưa? Hiện tại là có thấy có mới được 2 người hay 3 người nhà đấy. Ừ. Mình cũng nắm rõ, nhưng mà tình hình lúc vừa hỏi dân làng đây là nghe nói thì... Ừ. Hiện tại giờ là vẫn chưa tìm thấy hết. Giờ hình là 8 người sao? 7 người hay 8 người? 7 hay người hay 8 người, một nhà chết 7 người hay 8 người các bạn ạ. Sợ chưa? Hiện tại giờ vẫn chưa tìm thấy hết mà không biết cái nhà này chính xác ở chỗ này luôn à? Ngay chỗ này. Hòn đá luôn kìa. Ngay chỗ hòn đá này luôn đấy. Gần cái ông đứng kìa. À, gần chỗ gốc cây đấy ạ. Gần luôn. Đấy. Bên dưới một tí. Bên dưới một tí nữa. Đây. Nhà thế nào hiện tại mất 7 người các bạn ạ. Sợ chưa? Một nhà mất 7 người các bạn biết như thế nào? Đau thương thảm khốc như thế nào các bạn ạ? Sợ chưa? Thật là thảm khốc, sợ thật. Hiện tại giờ mất là 18 người. 18 người mất và tìm đến 10 người rồi, còn 7 người, còn 8 người nữa chưa thấy các bạn ạ. Về chỗ này là các lực lượng người ta những anh em ở gần khu vực này người ta đến người ta hỗ trợ để di rời cái tài sản vật chất của cái ngôi nhà kia. Ngôi nhà kia là hiện tại bây giờ cũng nguy cơ sạt lở rất là cao luôn. Ngôi nhà đấy là may này là không được gì. Đó, mọi người phải đi lên đồi này. Đó, sau đó mới vòng xuống dưới kia để vào cái ngôi nhà kia để vận chuyển đồ đạc hàng hóa như thóc lúa, gạo các thứ để di dời những cái khu mà bà con tập trung ở trên đấy các bạn nhá. Nói chung là cái khu an toàn. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ đi một số khu vực khác để các bạn có thể là thấy được ở đây nó thiệt hại ghê gớm như thế nào các bạn ạ. Ở chỗ kia các bạn thấy nhỉ? Đấy. Từ trên núi cao kia bắt đầu sạt lở. Sạt lở từ chỗ rãnh nước kìa. Đó. Sạt lở từ chỗ rãnh nước đấy. Đó, sạt cả một cái mảng đồi rất là to, rất là rộng. Tụt xuống dưới này. Nói chung là sạt lở hai bên các bạn ạ. Đó, cái ngôi làng này bị tụt từ hai bên xuống. Có hai khe lớp, một là khe lớp ở bên kia này và khe lớp bên này. Và đất đá ở hai bên nó dồn xuống, đất đá bên này nó dồn xuống quét mấy nhà bên này. Còn đất đá bên này, đây là chỗ này này. Đó, toàn bộ khu vực này là dồn xuống luôn. Cũng san phẳng mấy ngôi nhà này các bạn ạ. Tổng thiệt hại là 8 ngôi nhà các bạn ạ, 8 ngôi nhà bị chôn vùi. Ở đây là có tất cả là 13 hộ các bạn nhé. 13 hộ. Mấy bao hộ dân và 8 ngôi nhà. 8 ngôi nhà đã bị san phẳng các bạn ạ. Vâng. Thế mình là bà con ở gần đây hay như nào ạ? Mình là chú. Chú của cái nhà ngôi nhà này luôn. Nhà này. Vâng. Thế nhà này bây giờ mất mấy người hả anh? Nhà này mất mấy người ạ? Đang đếm bởi vì số lượng không thể nhớ được các bạn ạ. Chúng mình mà có 4 người thôi. Vâng. Còn 4 người thôi. 10 người còn 4 người. Ừ. Trời ơi, nhà này mất 6 người luôn. Mất 6 người. Ôi. Còn 4 người nó bị hết rồi. Một thà nó gãy lưng rồi. Một người gãy lưng. Vâng. Một hai thà nó gãy tay rồi. Gãy tay. Ừ. Nhưng mà nói chung là vẫn còn sống được. Còn nhà này tất cả có 10 người à? Mất 6 người. Mất 6 người. Sợ nhờ. Ừ.
đây là một cái ngôi nhà ở tại vị trí này luôn à? Không phải, ở trên đấy. Ờ, góc kia. Thả trên đấy về vào đây nó chết đây rồi. À. Nhưng mà cả cái chỗ này là đây là một cái ngôi nhà luôn phải không anh? Chỗ này này. Chỗ này nhà này nó. Nhà này nhà khác à? Nhà này nhà khác. Và nhà này nhà khác. Nhà khác là không chết. Vâng, nhà này không chết được, không chết người. Cái nhà chết 6 người ở cái góc kia. Trên kia. Ở trên đồi kia. À. Cái chỗ mà các chị kia đang đi xuống đấy à? À. Ở đây đó, nhà đây nó vào đây, một thằng nó vào đây chết đây rồi. Vâng, một thằng chết ở đây, một người chết ở đây. Ừ, chết đây rồi. Thằng đấy nó trẻ lắm mà. Vâng. Thằng 40 tuổi rồi. Vâng. Có nghĩa là cái nhà mà chết 6 người là ở cái đỉnh kia. Đỉnh trên đấy. Rụt xuống. Còn nhà này thì không chết người, nhà này thì chạy được à? Nó lũ nó bị lúc mấy giờ hả anh? Lũ 12 giờ. 12 giờ trưa luôn. Hôm đấy là đang mưa to à? Hôm nay có mưa không? Không mưa đấy, không to mấy mà. Không to mấy. Ừ. Nhưng mà chắc là mưa, có nghĩa là mấy hôm trước là mưa to rồi đúng không? Không không to, cũng mưa lâu rồi. Và mưa lâu ấy nhỉ? Ừ. Mưa lâu nữa. Không chịu nhìn. À. Mưa rồi, mưa thứ hai, thứ ba. Mưa 3 ngày liên tục. Ừ. Mưa từ chủ. Mưa 3 ngày 3 đêm từ chủ nhật đến thứ hai. Ừ. Đến trưa thứ ba thì bị dính. Ừ. Đấy. Thế cái làng này là bị sau ở dưới Bảo Yên nhỉ? Bảo Yên là bị hôm thứ hai. Thứ hai mà chắc năm thì sao? Vâng. Ờ, Bảo Yên là hôm thứ hai, trưa cũng sáng thứ hai. Ừ. Thì là bị cả làng luôn hôm sáng thứ hai. Đây còn nó... còn nhà này thì làng này thì bị hôm thứ ba. Trưa thứ ba. 12 giờ. Vâng, sợ nhỉ. Đang yên phát là nó cứ ào xuống luôn rồi. Không chạy không kịp luôn đấy nhỉ? Không kịp đâu. Nó kêu to không? Tiếng nổ, tiếng động kêu to không? Nổ phát ra. Nó thấy nó đang ra đây rồi. Vâng. Ào ào xuống nhỉ? Ừ. Sợ thật. Và nhà này nó không chết, nhà này nó đi vã hết rồi, nó không chết. Nhà đi vắng hết. Có một nhà đây mà. Vâng, có một nhà đây nó đi vắng hết. Thế nào anh ở khu vực khác à? Anh nó ở anh mà nhà anh mà. Nhà bên kia. À, nhà bên kia. Ừ, bên kia nó nhà này nó cũng anh nó một nhà đó mà. Vâng. Ừ. Thế đây là nhà cháu của anh à? Cháu. À, nhà cháu. Ừ. À, khổ thật nhỉ, một nhà chết tận 6 người. À đúng rồi. Nhà chết 6 người. Rồi em cảm ơn anh nhá. Đây là cái khung cảnh ở khu đoạn dưới các bạn ạ. Lúc trước là chúng ta nhìn ở trên tầm cao ấy, thì đây là cái cuối của cái ngôi làng. Tất cả đồ đạc mọi thứ đều trôi hết xuống dưới này. Nhà cửa này, dụng cụ này. Nói chung là một ngôi nhà có những cái gì thì đều trôi hết xuống dưới này các bạn nhé. Củi này, cây que này, cột nhà này, rồi là rất là nhiều các dụng cụ. Thậm chí là hiện tại có khi ở đây vẫn còn có người bạn ạ. Nhiều khi là có cả người đây luôn ấy, bởi vì là đang hiện tại đang chưa tìm thấy 8 người. Đó, và các lực lượng vẫn đang tìm. Lực lượng này, người dân địa phương này, rồi người dân ở xung quanh này, người ta đến hỗ trợ này. Và cả những người mà bị mất người thân, người ta cũng đến người ta tìm kiếm. Lại giờ còn thiếu 8 người nữa. Các bạn biết đất đá như thế này thì tìm bao giờ mới thấy được. Và thời gian thì gấp rút. Phải tìm càng sớm càng tốt, không thì hỏng hết các bạn ạ. Đấy các bạn, chỗ này cũng là cái khu dưới này thì là cái chỗ mà đồ đạc trôi xuống khu dưới này các bạn này. Đây cả xe máy, em chào anh nhá. Anh cho em hỏi nhà mình có bị thiệt hại gì không anh? Nhà mình bị thiệt hại nhiều nhất ạ. Vâng ạ. Nhà anh bị thiệt hại nhiều nhất ạ? Vâng, mất 8 người. Mất 8 người, trời ơi. Nhà anh có phải là ở cái khu trên cô cao cao kia phải không? Cái khu ở trong cái hòm kia. Vâng, mà đợt trước là nhà anh ở trong, đợt trước là khu xa xa ở trong kia. Anh xong về sau anh chuyển ra ngoài này phải không? Vâng. À, vừa nãy em cũng nghe nói rồi. Là anh hiện tại là mất 8 người. Bây giờ còn mấy người anh? Tất cả là tổng bao nhiêu người? Đi được 2 người là còn 6 người hiện tại đang ở trong này. À. Đúng rồi, vừa nãy em cũng nghe nói trên kia mấy anh chị kể là bây giờ có một gia đình còn 6 người chưa thấy. Thế nhà anh tổng là bao nhiêu người anh? Anh tổng trước kia là anh có 5 khẩu, nhưng mà
bố mẹ thì là chúng ta là nhà trung hồn. Vâng. Thì là cảm thấy là không ở được thì là bỏ bố mẹ với là đứa em ra đây ở hết. Ra đây ở với anh là cuối cùng là sạt đây là mẹ rồi là em chú với là tí với là ba bốn đứa cháu. Vâng. Với là vợ em với là con của em là mất hết rồi. Mất hết, còn anh có mấy đứa con? Anh có ba đứa, là mất một đứa cùng mẹ đi, còn hai đứa cháu với là bố chú với là em chú em với là chú thì là còn bây giờ là để lại được một đứa con gái một cô cho đây mình làm bác thì mình nuôi thôi ạ. Vâng. Anh mất một đứa con, một đứa con, một vợ, một con và mẹ và mẹ. Em trai và em trai thím với là bốn bốn đứa cháu nữa, tất cả trong một gia đình hết. Hôm nay thì em cũng nghe nói mọi người nói như thế thì là gặp được anh ở chỗ này thì anh có chia sẻ như vậy thì em cũng xin chia buồn với gia đình nhà anh nhá. Khi các bạn xem đến đoạn này thì các bạn nào mà có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cho gia đình anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Lý Sao Gì thì các bạn có thể là quyên góp cho anh đấy nhá. Anh hiện tại bây giờ anh có dùng tài khoản ngân hàng không? Dùng nhưng mà có bố chú dùng. Bố chú là chú thôi mà chưa tạo được. Em chưa anh chưa có tài khoản ngân hàng. Chưa tạo. Tức là bố chú đấy là họ hàng với anh hay như nào? Chú ruột và chú là trưởng thôn. Chú là trưởng thôn mà chú ruột. Bê Chè kia nào. Đó vừa nãy là mình có hỏi số tài khoản ngân hàng của anh là Lý Sao Gì à? Lý Sao Gì nhưng mà hiện tại tài khoản ngân hàng không có. Thì đang chú này là có anh đây là chú của anh luôn à? Chú ruột luôn đấy à? Vừa chú vừa trưởng thôn. Vừa là chú ruột luôn. Vừa là trưởng thôn. Thì hiện tại bây giờ là anh trưởng thôn này cũng là chú ruột của anh Lý Sao Gì này. Hiện tại là anh đang có tài khoản ngân hàng. Anh tài khoản ngân hàng là ngân hàng gì hả anh? Chính sách. Ngân hàng chính sách à? Anh đang dùng gọi là ngân hàng chính sách à? Vâng. Thế thì bây giờ mình xin phép các bạn nào mà có tấm lòng hảo tâm, có tấm lòng từ thiện thì hãy quyên góp cho gia đình anh Lý Sao Gì đó thông qua số tài khoản của anh chú ruột luôn các bạn ạ. Hiện tại giờ tổng gia đình nhà anh là 15 người, mất 8 người, còn lại 5 người. Hiện tại bây giờ còn 5 người còn sống, mất 8 người. Các bạn biết là một gia đình mất 8 người thì đau thương như thế nào. Nên là các bạn có tấm lòng hảo tâm hãy quyên góp ủng hộ cho gia đình anh Lý Sao Gì nhé. Thông qua số tài khoản của anh chú ruột, đây là chú ruột luôn. Anh này chú ruột và cũng là trưởng thôn. Nên các bạn yên tâm và rất là uy tín nhé các bạn nhé. Nên là các bạn không sợ là chuyển nhầm tiền cho người nào đó. Mình không khuyến khích các bạn chuyển tiền cho mình đâu các bạn nhé. Mình khuyến khích các bạn là chuyển tiền trực tiếp cho gia đình anh Lý Sao Gì này thông qua số tài khoản của anh chú luôn. Chú ruột và đồng thời cũng là trưởng thôn luôn. Anh có thể đọc cho em số tài khoản ngân hàng của anh với ạ. Tài khoản ngân hàng này nhiều số, nhiều lắm, hơi khó nhớ tí. Không nhớ à? Nhưng mà sẽ hơi không có thể tí sẽ chụp cho anh chụp mã QR. Vâng. Hiện tại anh cầm điện thoại đây không? Có. Có à? Thế anh bỏ ra luôn đi. Bỏ ra luôn làm việc luôn để cho các bạn biết luôn số tài khoản ngân hàng. Anh dùng ngân hàng chính sách à? Bây giờ là anh bây giờ mình đoạn này là mình sẽ lấy số tài khoản ngân hàng của anh trưởng thôn. Anh trưởng thôn tên là gì anh nhỉ? Lý A Hải. Lý A Hải, trưởng thôn. Ở đây gọi là thôn Lậm Tâm. Đây là số tài khoản ngân hàng. Ở đây các bạn có thể nhìn rõ này, bây giờ mình đọc nhé. Rất là nhiều số đúng không các bạn ạ. Số 1 này, 5 số 0 tiếp theo này, 706 143 2818. Các bạn nhìn rõ nhé. Cái này lúc này thì có thể nhìn hơi khó, thì mình vẫn chạy chữ trên màn hình các bạn ạ. Chữ trên màn hình mình vẫn chạy và vẫn để từ đầu đến đuôi các bạn nhé. Thế nhá các bạn có tấm lòng hảo tâm để ủng hộ gia đình anh ấy nhá, chuyển tiền trực tiếp đến anh Lý A Hải là chú ruột cũng là trưởng thôn luôn. Thế rồi em xin chia buồn gia đình anh nhá, hy vọng là sẽ có nhiều mạnh thường quân đến ủng hộ gia đình anh nhá. Vâng, cảm ơn anh nhá. Ở đây là khu cuối của cái ngôi làng, tất cả cây cối, các vật dụng, các ngôi nhà đều trôi hết trong khu dưới này. Em chào anh nhá. Vâng. Các bạn thấy thương tâm đau xót không? Một gia đình 14 người mà chết mất 8 người thì làm sao có thể sống nổi được các bạn? Một gia đình 14 người mà chết mất 8 người
làm sao có thể sống được. Hiện tại tìm thấy 6 người rồi, còn 2 người nữa chưa tìm thấy các bạn ạ. Khổ thật đấy, thật là đau xót và đau đớn. Khi mà chúng ta chứng kiến đồng bào của mình bị như thế này, nói chung là tang thương bao trùm toàn bộ cái ngôi làng nhỏ bé này. Thật sự là mình cảm thấy rất là mềm lòng và xúc động, không cầm nổi, không cầm lòng nổi quan ạ. Khi mà nói chuyện với anh Lý Xeo Dỉ, gia đình anh mất 8 người, bạn thấy đau xót không? Không còn gì đau xót bằng khi chứng kiến người thân của mình ra đi mãi mãi, và bây giờ hiện tại còn không tìm thấy 2 người nữa, hiện tại chưa tìm thấy, không biết mấy bao giờ mới tìm thấy được. Các bạn có thấy xót xa không? Đau xót nhìn thấy đồng bào của mình phải chịu cái thảm kịch như thế này, một cái thảm kịch rất là bi thương. Không những ở Bảo Yên mà ở trên Bắc Hà, và bây giờ mình đang ở xã Lậm Núc đó, mọi người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm, tìm trong hy vọng là sẽ thấy được người thân của mình. Ở đây vẫn, mặc dù vẫn có lực lượng bộ đội công binh tìm kiếm, nhưng mà chưa biết đến bao giờ mới tìm xong con ạ. Quá là xót xa khi chứng kiến đồng bào của mình tàn hoang, không còn nhà cửa, không còn vợ con gia đình, không biết sau này họ sẽ sống như thế nào, lấy gì để sống, ruộng nương nhà cửa vợ con không còn, nói chung là tay trắng. Ở đây thì bạn thấy ngô mọc mầm bạn này. Thảm kịch của cái ngôi làng này con ạ. Thật sự bây giờ mình rất là xúc động. Mình bây giờ rất là nghẹn ngào, xúc động các bạn ạ. Nên là mình có lẽ là tạm dừng ở đây thôi, không thể quay được nữa. Có lẽ là mình đã đi hết từ đầu làng đến cuối làng rồi. Các bạn thấy được là cái khung cảnh nó tang thương như thế nào. Đó, nước vẫn dần quần quận đổ về. Mọi thứ vẫn đang rất là ngổn ngang ở đây. Người ta cứ tìm kiếm, hy vọng là sẽ thấy người thân của mình. Hy vọng là họ sẽ tìm thấy người thân của mình. Ai người ta cũng tìm thấy. Những người đã mất thì hy vọng là sẽ được tìm thấy, để được yên nghỉ một cách nó tử tế nhất trong cái con, trong cái cuộc đời con người này, trong cái kiếp người này các bạn ạ. Khổ thật các bạn ạ. Đó, người ta vẫn đi tìm. Đấy, những người này, những người có người thân các bạn ạ. Những người này, những người có người thân. Nên là người ta đi tìm, không kể là lắng mưa, mệt quá, kiệt sức thì người ta sẽ nghỉ. Khi hồi lại sức lại đi tiếp tục tìm kiếm, khi nào thấy thì thôi các bạn nhé. Vẫn là đau xót các bạn ạ. Mới là gặp anh Lý Xeo Dỉ và anh Lý Văn Hải. Thì anh Lý Xeo Dỉ vẫn đang tìm ở dưới kia. Hiện tại anh ấy bây giờ còn 2 người chưa tìm thấy. Anh vẫn đang đi bới tìm từng ngóc ngách một, từng bới từng viên đá, từng cái que một, từng khúc gỗ một, để hy vọng rằng thấy được 2 người còn lại. Mà không biết bao giờ mới thấy được. Thật là đau xót quá các bạn ạ. Quần áo các bạn ạ, chăn màn, đệm rồi là chăn màn, can đựng nước, tất cả trôi ở đây ra hết. Thậm chí là cả những cái xe lăn này của những người, của ai đó đang bị nói chung là không thể đi lại được, cũng trôi ra đây rồi. Của ở đây, vật ở đây mà không biết người đã đi đâu rồi. Đó, đây là khu vực hậu cần các bạn ạ.
hậu cần, tức là khu vực lo cơm nước cho cán bộ chiến sĩ, cho người dân ở khu vực này. Tiếp tế đến khu vực này chỉ có đi bộ các bạn ạ, và những người tiếp tế, những tình nguyện viên, những người có sức khỏe, người ta sẽ đi trên này để tiếp tế lương thực thực phẩm. Và trên này là có rất là nhiều người dân cũng đang hỗ trợ bằng cách là nấu cơm này. Đó, nấu cơm để duy trì sự sống cho người dân ở trên này và cho các cán bộ chiến sĩ để tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn các bạn nhé. Đó, chị này đang kê cái chảo này. Chị đang kê chảo à? Kê để nấu cơm nhá. Uống cay à. Đó. Kê để nấu cơm các bạn ạ. Bằng bao bằng gạch các bạn ạ, thấy khổ chưa? Trên này làm gì có đá đâu, à làm gì có kiềng đâu. Chỉ có gạch đá là những cái dụng cụ quan trọng nhất, cần thiết nhất để làm các bạn ạ. Đó. Ở đây các bạn này, đấy. Xong nồi chảo, nấu cơm. Cái chảo này là mình nấu canh hả chị, hay là nấu gì? Nấu canh à? Chị ơi, mình cái chảo này là mình luộc rau hay là mình nấu cơm ở đấy? Nấu cơm ở cái chảo đấy. Đấy, nấu cơm ở chảo. Vâng, nấu cơm ở đây. Còn cái nồi kia là nồi canh nhỉ? Nồi canh, cơm canh. À, cũng là nồi cơm luôn. Vừa nấu cơm bằng chảo, vừa nấu cơm bằng xoong các bạn ạ. Đó, mọi người ở đây thì cũng rất là phải cố gắng mới vượt qua được cái đợt thiên tai này. Rất là mệt mỏi các bạn ạ. Khu vực này là bếp nấu bên ngoài. Còn khu vực bên trong kia này là cũng là khu vực nấu cơm các bạn nhé. Đó, trong đấy là nấu thức ăn, thức uống. Nói chung là khu vực hậu, toàn bộ khu vực này là khu vực hậu cần này. Các lều lán trại này, mọi người có thể nghỉ ngơi ở đây các bạn ạ. Đó. Vừa tìm kiếm cứu nạn xong thì là sẽ nghỉ ngơi và tiếp tục, khi nào xong cái nhiệm vụ thì thôi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chỗ này một chút gọn này. Đấy, ở đây thì là một cái bể nước nhỏ nhỏ. Mọi người đang thái thịt này. Chào các chị nhá. Là chào các chị. Đang thái thịt nấu cơm, làm công tác hậu cần. Các bạn ạ, một cái không khí rất là khẩn trương. Trong này là nhà tắm rồi này. Đấy. Nhà tắm rồi là khu chế biến thức ăn. Chào anh nhá. Đó. Để phục vụ cho bộ đội và người dân ở trên này. Bây giờ hiện tại người ta không có gì để ăn các bạn ạ, mất hết thóc. Lúa gạo nó mất hết, không còn một cái gì luôn. Ở trên này là các đồ tài trợ là sẽ được chuyển về đây, như là giò chả này, rau, củ quả. Còn nói chung là lương thực thực phẩm sẽ chuyển hết về đây để nấu nướng. Anh ở đây có không có điện hả anh? Vẫn chưa có điện à? Chưa có. À, vẫn chưa có điện. Hiện tại giờ vẫn chưa có điện các bạn ạ. Bây giờ ban ngày thì là có thể nhìn thấy được, nhưng mà buổi tối thì rất là vất vả. Buổi tối thì mọi người phải dùng đèn pin các bạn nhé. Các đồ tài trợ được vận chuyển trên này, như là mắm muối 19 này, đồ khô, đồ mặn này. Còn nhóm bên này là chuyên phân loại, lại là do đấy, 19 thì ra 19, mắm muối thì ra mắm muối, mì tôm ra mì tôm, thuốc thang người ra thuốc thang con ạ. Nói chung là rất là bận rộn, nhưng mà có sức người thì chắc chắn là sẽ thành công con ạ, sẽ công việc sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đó, cơm này, thức ăn này, có nhiều lắm. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vài khu vực khác bạn nhé. Đó, khu vực ngoài này thì mọi người ăn uống nghỉ ngơi ở khu vực ngoài này các bạn ạ. Đây là khu ở tạm của
người dân các bạn này. Đấy, đồ đoàn, chăn màn, quần áo là khu này các bạn ạ. Đó, chăn màn quần áo là ở cái khu này để riêng ra. Đó, những cái đồ này là những cái đồ mà người ta chạy được ấy các bạn ạ, thì để riêng đây. Đó, khu này khu ở tạm thời, các bạn thấy khổ chưa, ở trong cái lều bạt mà biết các bạn biết rằng là vẫn rất là nắng, rất là mệt, rất là nắng, rất là mệt các bạn ạ. Người ta phải ở tạm trong cái những cái nhà bạt thế này. Đấy, căng bạt ở. Đó, trẻ em, những người mà còn sống sót thì là ở tạm những cái nhà như thế này. Ở trên cái sàn bằng tôn. Ở bên trên thì là... chào cháu nhá. Căng bạt. Ngoan quá nhỉ. Học lớp mấy rồi, cháu lớp mấy rồi? Học lớp 4 à. Thế nhà có bị thiệt hại gì không? Có ai bị mất không? Gia đình em không bị mất nhưng mà... Mất nhà à? Chưa mất, nhưng mà các bạn mất hết rồi. Các bạn mất hết rồi à? Khổ thế nhỉ? Nhà em ở trên cao. Nhà em ở trên cao. Thế là bạn em mất hết rồi à? Em mất mấy bạn ở trong lớp? Không mất nhưng mà mất bạn trong làng. Mất bạn ở trong làng à? Khổ à, mất một bạn. Mất... mất một mất thôi, bị trôi rồi. À, mất một bạn bị trôi rồi à? Rồi, khổ thế. Đó, hoàn cảnh rất là bi đát ở trên này các bạn này, cực kỳ là đáng thương các bạn nhé. Ở cái bạt tạm như thế, biết đến bao giờ mới có nhà mới các bạn ạ. Bây giờ tất cả trông chờ vào các mạnh thường quân thôi, các nhà tài trợ. Đây các bạn ạ, mọi người đi bộ này. Nó hàng hóa là đi bộ từ dưới kia lên. Khoác gạo để viện trợ cho đồng bào trên này các bạn này. Đấy, không khoác được nhiều, chỉ khoác được ít một các bạn ạ. 10 cân hoặc là mười mấy cân thôi. Đó, người ta mang đồ viện trợ lên trên này. Đó các bạn ạ. Rất là nhiều những tình nguyện viên người ta giúp đỡ bằng cách nào gùi lương thực thực phẩm lên trên này. Trên này là hiện tại giờ vẫn đường vẫn chưa thông được các bạn ạ, chỉ có đi bộ là nhanh nhất các bạn nhé, để lên khu trên này. Đó, các bạn thấy là hoàn cảnh đây cực kỳ là khó khăn, vất vả. Đó, giường chiếu thì ở tạm, bộ đội công binh thì cũng ở nhà bà thôi các bạn ạ. Rất là nóng luôn, cực kỳ là nóng, cực kỳ là nóng các bạn ạ. Các bạn biết là ở cái bạt thì nó nóng như mức độ như thế nào rồi. Cố gắng lên các anh nhá. Vận chuyển này. Phải đi bộ, bạn được khiêng rồi là gùi này. Rất là mệt. Đây là toàn bộ cái khu vực trung tâm ở đây các bạn ạ. Đó. Vậy là từ đầu đến giờ mình và quý vị khán giả đã đi thực tế thôn Nậm Tông, xã Lẫm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đó, đi thực tế thực địa, đưa quý vị khán giả đến tận nơi để chứng kiến cái khung cảnh đau thương, khung cảnh rất là thảm khốc của một ngôi làng nhỏ bé xinh đẹp mà bây giờ chỉ còn lại là đống đổ nát, bùn đá. Và hiện tại bây giờ còn 8 người là chưa tìm thấy các bạn nhé. Đó, các bạn xem video của mình, các bạn hãy chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội để video được lan tỏa, để nhiều người cũng biết đến cái thực trạng ở thôn Nậm Tông, để các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, những người có tấm lòng từ thiện, người ta sẽ đến đây để giúp đỡ tài trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại về người và của rất là nặng nề các bạn ạ. Và đến đây thì mình xin phép được kết thúc cái video này tại đây các bạn nhá. Trước khi các bạn rời đi, các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao nha. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành cùng mình trong suốt cái video này.